theo là một tình huống giao thông. Bằng một may mắn nào đó, người lái xe ô tô trong đoạn camera dưới đây đã thoát được tai nạn có thể dẫn đến những va chạm liên hoàn. Vụ việc này cũng là lời cảnh tỉnh đến các bác tài khi di chuyển qua các ngã tư, đặc biệt không có hệ thống đèn báo giao thông, cần làm chủ được tốc độ của mình. Theo đoạn clip được camera hành trình ghi lại, khi di chuyển qua các ngã tư, có thể thấy xe ô tô đã bị giật mình bởi sự xuất hiện của xe ô tô màu trắng. Tài xế có thể phán đoán với tốc độ đang lưu thông thì một vụ va chạm hoàn toàn có thể xảy ra và quyết định đánh lái. Cú bẻ lái lượn qua một người điều khiển xe máy và cả chiếc xe lao qua làn đường ngược chiều, đối đầu với xe tải nhưng không có vụ va chạm nào xảy ra. Chắc chắn hôm xảy ra sự việc là một ngày cực kỳ may mắn với lái xe ô tô.